Khi ta cần tìm một chốn bình yên, khi ta khao khát hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, khi ta muốn đắm mình vào không gian văn hóa bản sắc, đó là lúc ta tìm về với cổng trời Đông Giang. Cùng thảnh thơi bên dòng nước mát, cùng nhẹ bước chân trên những cây cầu, cùng thành kính hướng về chốn tâm linh. Và cùng nhau chiêm ngưỡng những kiệt tác diệu kỳ của tạo hóa. Hãy để những khoảnh khắc bên nhau là bất tận. Để mỗi trải nghiệm là dấu ấn khó phai. Hãy để mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đáng nhớ. Và hãy bên nhau nơi cổng trời Đông Giang.